hành trình người đẹp nhân ái lại tiếp tục. Lựa chọn để nhận được danh hiệu người đẹp nhân ái. Hãy bắt đầu tập 2 của chuỗi series Người đẹp nhân ái ngay bây giờ. Chào mừng tất cả. Việt Nam 2016. Thưa quý vị, đồng hành cùng với tất cả các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 Người đẹp nhân ái sẽ là những chuyên gia hết sức đặc biệt. Họ sẽ là những người quan sát và cho tất cả các thí sinh những lời khuyên vô cùng bổ ích để cho các bạn trưởng thành hơn xuyên suốt cuộc thi. Xin được gửi lời chào đến ban bình luận của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 Người đẹp nhân ái. Xin được trân trọng giới thiệu bình luận viên đầu tiên, đó chính là nhà báo Trác Thúy Miêu. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Chi Bảo. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Xuân Bắc. Và cuối cùng xin được giới thiệu nghệ sĩ Trấn Thành. Thưa quý vị thân mến, trước khi chúng ta quay hình ngày hôm nay thì ban bình luận cũng đã có một cuộc bốc thăm nho nhỏ và các anh chị ấy cũng đã lựa chọn được cho mình các thí sinh và nhiệm vụ của các anh chị sẽ là bảo vệ cho quan điểm của các bạn cũng như đặt những câu hỏi cho các thí sinh khác. Thì Ái Phương cũng được biết là các anh chị đã có trong tay những thông tin về thí sinh của mình rồi, có thể chia sẻ một chút về ấn tượng đầu tiên của các thí sinh được không ạ? Em xin được mời anh Chi Bảo ạ. Tôi không biết có may mắn hay không, nhưng mà tôi nhận được một cái lá thăm của thí sinh số 226, đó là em Lục Thị Thu Thảo. Nhưng tôi rất thích một cái dự án mà của em chọn. Tôi hy vọng sẽ được bảo vệ cho em trong dự án này trước ba bình luận viên bên kia. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Bảo rất là nhiều. Anh Xuân Bắc à, em được biết là thí sinh về đội của anh Xuân Bắc là thí sinh có số báo danh 289. Thứ nhất là tôi rất thích số 89, thì ở đây là số báo danh của bạn là 289. Thứ hai là ngoài hoa hồng nhung ra thì tôi rất thích hoa tường vi, thì bạn tên là Tường Vi. Đấy, cuộc sống nó thế mới vui. Vâng ạ, em xin cảm ơn Xuân Bắc. Em thấy hôm nay anh mặc áo hoa mà anh lại chọn được một cái cô gái có tên một loài hoa như vậy thì đúng, dạ đúng là định mệnh đó anh ạ. Hy vọng anh sẽ bảo vệ cho bạn ấy thành công. Còn anh Trấn Thành ạ, thí sinh 128, thí sinh này cho anh ấn tượng gì anh? Thí sinh 128 thì tôi đang chờ xem cái gương mặt cổ như thế nào. Tại vì vấn đề nhiều khi nhan sắc đẹp hơn thì mình sẽ có cảm xúc để bình luận tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chị Trác Thúy Miêu ơi, vậy là chị sẽ là bình luận viên ngày hôm nay có hai thí sinh về với đội của mình. Thì ấn tượng của chị về hai bạn này như thế nào ạ? Khi mà bốc thăm trúng số 195 và tôi nghiên cứu profile của Nguyễn Thị Thành, tôi lấy đó làm may mắn. Nguyễn Thị Thành từ thuở nhỏ là một cô gái không có lợi về phát ngôn, cô bị ú ớ và phải vượt bằng một cái sức mạnh nội lực như thế nào đó em đã có thể trở thành một cô gái đẹp. Ngày hôm nay là ứng viên của Vương Miện, lại còn sang sẻ ra được lợi ích cho cộng đồng nữa. Và không chỉ như thế, cô đã phải vượt qua cái thử thách của bản thân mình để ăn nói lưu loát được. Và Thúy Miêu cũng là một MC tay ngang, cho nên không thể tưởng tượng là bản thân mình có làm được điều đó không. Và rất háo hức được gặp Nguyễn Thị Thành và được quan sát dự án của em. Thí sinh thứ hai, số báo danh 293, tên rất là đẹp, Bùi Nữ Kiều Vĩ. Thì ở trong trường hợp này thì đối với Thúy Miêu, cái sự háo hức của chị đây là
Tình cờ mà dự án của em lại là một cái dự án mà theo Thúy Miêu cho là một trong những dự án thành công, đạt hiệu quả và mang tính duy mỹ. Để làm đẹp cho bản thân thì rất đơn giản, mà làm đẹp cho nơi mình đang sống đó, đó là một vấn đề hoàn toàn không đơn giản, vì nó đòi hỏi sự chung sức của cộng đồng. Mà Kiều Vĩ, thí sinh của tôi đây, sẽ là một trong những người dẫn đầu. Tôi rất là hào hứng chờ đợi cái phần quan sát dự án của em. Xin cảm ơn chị ạ. Ái Phương nghĩ rằng là một cái từ làm từ thiện nói ra thì rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà với những cái vấn đề khác nhau, những cái hoạt động rất khác nhau thì sẽ rất nhiều khó khăn, huống chi đây là những cái tình huống, những cái nhiệm vụ mà các bạn sẽ không lựa chọn mà là sẽ bốc thăm được, cho nên rất nhiều thử thách. Và các bạn ấy chính vì vậy rất cần cái sự ủng hộ của ban bình luận viên cũng như tất cả các bạn. Vì vậy xin hãy dành một tràng pháo tay trước khi các bạn ấy bắt đầu, có được không ạ? Sợ hãi hành động. Xin được giới thiệu thí sinh Lục Thị. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Ái Phương xin mời quý vị đến ngay phần đầu tiên của chương trình của chúng ta, đó chính là phần nhận nhiệm vụ của năm thí sinh ngày hôm nay. Dự án của Tường Vy là có hình là hai cái tay. Thành nhận được chủ đề đó là bàn tay. Phiếu của Loan là 70%. Em vẫn chưa thể định hình trong đầu của mình là mình sẽ thực hiện dự án 70% là như thế nào. Dự án nhân ái của Thảo có từ ý là khác. Khi mà nghĩ tới từ này thì Thảo nghĩ ngay đến nước. Ba chữ cái, O-S-E. Chắc chắn thì dự án này đối với em thì em sẽ làm thật là tốt. Sau khi Tường Vy nhận được cái thông điệp của ekip chương trình, Tường Vy rất là mong trời ngày mai mau sáng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ở đó rất là nhiều ga, mình phải tìm được cái logo trên cái ga. Tường Vy ra phía sau, Tường Vy tìm và cũng hên khi Tường Vy nhìn thấy là được cái logo của chương trình. Lúc đó là Tường Vy rất là vui và rất là cảm thấy mình rất là may mắn khi là được sự giúp đỡ tận tình của anh lái thuyền. Nhiệm vụ kế tiếp của Tường Vy là gặp được ekip của chương trình. Nhưng mà anh muốn hỏi em đấy là em có biết tại sao anh lại cho em đến đây để ra nhiệm vụ không? Em cũng không biết tại sao nữa. Thì là em nhìn thấy chưa? Em nghĩ là mình sẽ vào cái trường đó và sẽ tìm hiểu về lịch sử của trường đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ đầu tiên. Dạ. Nhiệm vụ kế tiếp của mình là dự án nhân ái ở trường tiểu học Phong Điền 1. Với gợi ý từ ban tổ chức là hãy tìm chiếc hộp đựng nhiệm vụ được đặt trong hồ bơi. Mình chỉ có một cái khu vực hồ bơi này thôi đúng không chú? Đúng rồi. Vậy cô phải tìm một cái hộp ở dưới hồ bơi con. Phải có áo bơi mới đi vô. Áo bơi. Dạ con cảm ơn chú. Giữa hồ bơi lớn như thế này,
Làm sao Thu Thảo tìm ra chiếc hộp? Cùng chờ xem cô ấy sẽ vượt qua thử thách đầu tiên như thế nào nhé. Chị nhờ xíu đi. Dạ. Anh là người trao nhiệm vụ cho em. Dạ. Anh có một điều chân thành muốn trao đổi với em. Có những vùng trong đất nước mình, người dân tắm bằng nước mặn và sau đó chỉ tắm từ với một can nước ngọt. Anh trao nhiệm vụ này cho em, mong em mang lại niềm vui cho những người dân nghèo như vậy. Này, anh cảm ơn. À, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn. Thí sinh tiếp theo sẽ nhận nhiệm vụ trong chuỗi dự án Người đẹp nhân ái là một cô gái đến từ quê hương Quan Họ, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thành, số báo danh 195. Thật hồi hộp, không biết rằng cô ấy sẽ nhận được dự án gì đây. Vượt qua thử thách đầu tiên cùng với những mảnh ghép về hình ảnh cây cầu đang xuống cấp tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Nguyễn Thị Thành vẫn còn phải vượt qua thêm một thử thách nữa trước khi gặp được người trao nhiệm vụ cho mình. Chúng ta hãy cùng chúc cho Thành may mắn nào. Em sẽ đi đâu vậy? Cô cho con hỏi là ở quanh khu vực mình có cái chỗ nào nó giống như cái trong bức hình này không ạ? Có một cái cây cầu ạ. Chị làm ơn cho em hỏi là quanh khu vực mình có cái chỗ nào giống như này, có một cái cây cầu này. Mang theo bên mình nụ cười cùng nét đẹp đôn hậu dịu dàng của người phụ nữ Huế, hôm nay Hoàng Thị Quỳnh Loan, số báo danh 128, sẽ cùng ekip dự án Người đẹp nhân ái xuôi dòng xuống Cù Lao, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang theo thông báo của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cũng tại đây, người trao nhiệm vụ của Quỳnh Loan đang chờ gặp cô để trao nhiệm vụ. Rồi, chào em. Anh. Ừ. Anh được sự phân công của ban tổ chức cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 sẽ giao cho một dự án. Thì 70% cơ thể là nước, thì chính vì thế mà người dân thuộc các cái khu vực phải gánh chịu đợt hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long vừa qua đã oan mình trong cái cơn khát lịch sử. Thì trong đó thì có xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang là một trong những cái điểm nóng của thiên tai này. Thì bằng cái tấm lòng nhân ái và cái tâm sức của mình thì bạn hãy mang cái nước ngọt về với bà con ở khu vực này. Rồi, anh sẽ giao cái thay mặt quan chức sẽ giao cái này. Rồi, chúc em thành công với dự án của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cùng quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ thí sinh tiếp theo, một cô gái đến từ Quảng Nam có cái tên rất lạ, Bùi Nữ Kiều Vĩ, số báo danh 293. Nhiệm vụ đầu tiên mà thí sinh này phải vượt qua sau khi bốc thăm được từ khóa Oxy là đến bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè để tìm gặp người trao nhiệm vụ cho mình. Tại đây, người của ban tổ chức đã trao cho cô một phong bì có nhiệm vụ là đi bộ 20 phút dọc theo bờ kênh, sau đó quay lại vị trí cũ để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Camera được ekip chương trình giấu kín để ghi lại những hình ảnh chân thật nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, một đại diện khác từ ban tổ chức đã xuất hiện để trao cho cô nhiệm vụ chính gắn liền với từ khóa Oxy. Dạ anh ơi, dạ, cho em hỏi là em đã xong thực hiện xong 20 phút á, cho em gửi lại cái thẻ dự án, cái đề tài của em. Ok. Dạ. Rồi, chúc mừng em hoàn thành nhiệm vụ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đề tài của Kiều Vĩ là thực hiện chiến dịch xanh. Sau khi nhận đề tài thì Vĩ cũng còn nhiều phân vân lắm, nhưng mà mình cũng cố gắng thực hiện. Thì mình chạy bộ trên bờ cây Nhiêu Lộc và gặp một số người dân, và mình cũng tìm hiểu về tình hình của cây Nhiêu Lộc trong thời điểm hiện tại và trước khi mà được cải thiện. Thưa quý vị, vừa rồi là phần nhận nhiệm vụ của 5 thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Thì tiếp theo có lẽ là Ái Phương sẽ xin mời ban bình luận có những chia sẻ sau khi đã xem phần đầu tiên. Em xin được mời anh Chi Bảo ạ. 5 dự án của các bạn, chúng tôi đối với cá nhân tôi thì tôi thấy nó cũng hết sức cần thiết trong đời sống. Chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng đối với một cái chương trình này, thông qua dự án của các bạn làm, các bạn sẽ truyền tải một cái thông điệp cho cái người xem. Và mỗi người khi người ta xem cái chương trình, thấy việc của các bạn làm
và người ta hiểu rõ hơn, và mọi người sẽ góp một chút cái công sức để nhân rộng cái mô hình này ra. Cho nên trong ngày hôm nay, bản thân chúng tôi rất mong mỏi các bạn hãy chia sẻ những điều mà tận đáy lòng của các bạn khi đi làm những dự án này, để làm sao truyền cho chúng tôi được thấy cái nhiệt huyết của các bạn. Vâng ạ, xin chúc các bạn sẽ có những cái phần thể hiện hết sức thành công ngày hôm nay. Như vậy là 5 dự án mang theo 5 câu chuyện về hành trình nhân ái của các thí sinh Phạm Châu Tường Vi, Nguyễn Thị Thành, Hoàng Thị Quỳnh Loan, Lục Thị Thu Thảo và Bùi Nữ Kiều Vĩ đang được mở dừng ra. Nhưng những điều thú vị chưa dừng lại ở đó. Hãy cùng chúng tôi theo dõi quá trình thực hiện dự án cụ thể của từng thí sinh trong ít phút nữa quý vị nhé. Xin chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với Hoa hậu Việt Nam 2016 Người đẹp nhân ái. Và bây giờ sẽ không mất thời gian của quý vị nữa, xin mời tất cả quý vị đến với thí sinh đầu tiên. Đó chính là bạn Phạm Châu Tường Vi, số báo danh 289, với dự án sửa chữa tôn tạo lại trường học. Bây giờ em sẽ có 60 phút để tìm hiểu về ngôi trường này. 60 phút của em bắt đầu. Dạ chú ơi, cho con muốn được phỏng vấn chú được một chút được không ạ? Chị xin chào các em, trò chuyện các em một chút xíu được không? Dạ con chào thầy ạ, xin phỏng vấn thầy một chút được không ạ? Đến thời điểm của thầy làm hiệu trưởng là đã hơn 10 ngày hiệu trưởng rồi. Hiện giờ thì giờ hè cho nên giáo viên người ta cũng về nhà hết. Dạ, dạ chỉ có đoàn viên thôi. Chuyện nào thì cho nó, dịch cho nó học đó. Chắc là mình cái thầy ơi. Thì học sinh thì nó rất là ngoan, rất là dễ thương. Phỏng vấn với bé được chút xíu được không? Cô ơi, các em có làm phiền lớp không vậy cô? Em học lớp mấy rồi? Em học trường này, em cảm giác của em như thế nào? Trường này tiền thân của nó là cái trường tiểu học cộng đồng thôi. Lúc đầu thì khoảng 3 phòng lớp. Khi huyện Phong Điền thành lập là năm 2004, đến bây giờ thì trường được mang tên là trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1. Sự gắn bó của chú ở đây nhiều nhất là cái gì? Gắn bó nhiều nhất là cái chống trường, tụ, chi bài, vào học, rồi ra về, thấy vậy không? Họ chú làm bây giờ là cái xác chống là thay đổi là khoảng có thể là trên 10 cái. Rất nhiều cô giáo, thầy giáo từng là học sinh ở đây. Dạ. Cụ thể như thầy phó hiệu trưởng. Hồi tiểu học là đại học đây rồi, lớn lên rồi mình về công tác chung rồi người ta đối xử mình cũng vui vẻ. Ngay cái động thái tôi làm cuối năm học là tôi vận động ngay mình đừng quên để cho tập cho các em trước, những em mà có hoàn cảnh khó khăn đó. Rồi trong quá trình học của các em đó là mình luôn quan tâm giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần. Dạ. Chính nước ngập đó thì phụ huynh ở ngoài cổng đó, và phải cổng con mình đi vô đây đi qua bên đó rồi dạ. Từ đó cổng đi qua bên đây thì bên đây nó cao cái cây nó nước lên nó bụng lên. À em đang tô màu đúng không? Em muốn trường mình thay đổi như thế nào? Dạ em muốn là đẹp hơn. Dạ trường là đẹp. À. Dạ trường đẹp. Sau khi Tường Vi tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, thầy cô giáo và các học sinh ở nơi đây là mọi người ai cũng đều muốn trường mình thay đổi, trở nên sạch đẹp và mới lên. Cho nên Tường Vi mong mọi người sẽ cùng Tường Vi và các chị bên đoàn trường vệ sinh và sơn tường lại nhé. Dạ em thích nhất là màu vàng. Thì thấy màu sắc này nó phù hợp với trường mình. Tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ bạn Phạm Châu Tường Vi. Em yên tâm. Em đang có một người rất là chắc chắn để em tin tưởng. Em yên tâm. Tôi đang chờ đợi những cái câu và phản biện của các bạn. Sao mà nhìn em ấy cười một nụ cười đầy lo lắng vậy bác? Em ấy nhận thấy được điểm giống nhau giữa hai người đó là những cái màu vàng, họa tiết vàng trên chiếc áo. Đấy, định mệnh. Có người thì trơn, còn người kia thì hoa vàng. Khi mà em đến với cái ngôi trường đó đó, trước khi em vào em tiếp cận bất cứ nhân vật nào, lúc em đứng ngoài cổng trường em nhìn vô á, nếu em có thể làm một cái gì đó, em sẽ làm cái gì cho ngôi trường đó? Em sẽ sơn sửa lại trường, tại vì em thấy trường bị thấm nước và tường nó như là không còn nguyên vẹn nữa. Mình là một người, cứ cho là một người leader của dự án thì em sẽ phải đánh giá được là cái năng lực của dự án của mình cộng với cả cái budget, cái quỹ tài chính của dự án của mình có thể làm được gì. Một công tác chống thấm cho một ngôi trường như vậy là vượt quá khả năng của em. Và đối với sức khỏe lẫn điều kiện sinh hoạt của trẻ em lẫn thầy cô giáo viên ở đó, chị nói thật, nếu chị là em,
điều đầu tiên, nơi đầu tiên chị sẽ đi đến không phải là làm quen với mấy em bé, chị đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đó có thể không phải là một cái dự án được hình thức, được màu sắc, được trưng trổ ra ngoài và không có chất lượng để mà quay phóng sự đẹp luôn á. Nhưng đó là cái điều em sẽ hy sinh luôn. Em làm điều đó vì em biết trẻ em cần điều đó nhất, thầy cô giáo cần điều đó nhất. Mà nhiều khi mấy em bé cũng không biết được cái kiến thức đó. Cái xác định mục tiêu và nội dung dự án ngay từ đầu của bé, nó bị hơi bị mang tính hình thức và bề ngoài. Chị Miêu nói rất là chính xác, nhưng mà anh bảo tiếp tục để tôi tổng hợp rồi chúng ta cùng vượt qua cơn khó khăn này nhé. Tôi cũng thích cái cách bạn đặt vấn đề. Đầu tiên là bạn đến trường phỏng vấn rất là nhiều người. Tuy nhiên thì có thể là bạn chưa có nhiều cái kỹ năng để làm sao mà có được một cuộc phỏng vấn dễ dàng. Nhưng ở đây anh có cảm giác là em đang bị mặc định trong đầu của mình một cái vai trò sơn sửa, cho nên cứ lúc nào mình cứ nghĩ là cái đó điều trước tiên, mà nó quên đi một cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là mình phải cảm nhận được những cái gì nó đang diễn ra ở cái ngôi trường của mình đến. Thì khi mình làm, mình muốn sơn cái gì, mình muốn sửa cái gì, thì nó có thêm cái tình cảm của mình vào ở trong đó, thì nó mới trọn vẹn được. Thứ nhất, em là bạn đầu tiên, cho nên em sẽ chịu sức ép. Nhưng đừng lo, mọi người luôn bên cạnh bạn, kể cả các anh chị bình luận cũng hỏi là hỏi vậy, nhưng cũng luôn đồng hành cùng các bạn. Cho nên tất cả các bạn đừng lo gì cả nhé. Ở đây chúng tôi không có ý định là chặt chém, dìm hàng hay làm khó các bạn, mà chỉ để là gì? Để thông qua cái này, và nhân tiện tôi cũng xin bày tỏ suy nghĩ của tôi khi tôi quay xong số đầu tiên tôi về. Thì tôi thấy đây là một chương trình ngoài những ý nghĩa mà chúng ta có được ấy, thì còn là một chương trình rất tuyệt vời. Đây là một cái cuộc thử lửa cho các bạn. Đây là những cái để tôi luyện các bạn có bản lĩnh hơn. Chứ đừng lo lắng gì, chúng tôi luôn bên cạnh các bạn nhé, tất cả mọi người. Hồi đó tới giờ là em chưa có bao giờ mà trải qua cái cuộc thi gì hay là sao hết. Cho nên là em cảm thấy rất là sợ. Và đây là cái dự án mà đầu tiên của em để được làm luôn. Cái khó khăn của em là khi mà em mà phỏng vấn mọi người là vào mùa hè, là trường không có ai hết. Chân là những chia sẻ rất là thành thật, rất là dễ thương. Ái Phương nghĩ rằng là bạn cũng đã nói đây là lần đầu tiên bạn tham gia cuộc thi, lại là lần đầu tiên mà nhận những cái nhiệm vụ như vậy. Cái việc mà tiếp cận đối tượng rồi giao lưu với họ nó cần kỹ năng. Nhưng mà dù sao thì bạn ấy cũng đã rất là chân thật với tất cả những cảm xúc của mình. Và các anh chị thấy là bạn ấy cũng đã làm được, thì đây là điều rất là đáng khích lệ, đúng không ạ? Vâng ạ, còn bây giờ thì Ái Phương xin mời tất cả các anh chị sẽ xem lại kết quả dự án của bạn ấy như thế nào nhé. Bây giờ là đang là 6 giờ 30 sáng và Vi đang ngồi đây chờ xem là sự phản ứng của các em đến trường sẽ như thế nào. Học sinh nó dần dần là vào gần hết, ngày càng đông. Cảm xúc của các em rất là thích thú. Em nào cũng rất là bỡ ngỡ và vui vẻ khi nhìn vào những cái hình mà đã được vẽ rồi. Có em thì là lấy tay sờ vào từng viên, ngắm nhìn các em như vậy thì biết là rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà đã làm ra được một cái điều như vậy. Xin chào mấy bé, chị là Tường Vi. Sáng nay mấy bé vô trường là có cảm giác như thế nào? Rất là trường của mình được sơn thay đổi như vậy. À, mấy em có thể cùng chị ra ngoài đây xem thử là trường mình đã thay đổi như thế nào không? Thế nào mấy em có thích không? Đẹp không? À, mấy chị đang sơn nè, thấy chưa? Vậy là em lại thích hình con chim và em lại thích hình cái bông. Cái bông mà hôm qua là chị vẽ. Đẹp không? Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Vi hy vọng rằng mọi người sẽ cùng Vi chung tay góp sức lan tỏa hành động này, tạo mang cơ hội đến trường, tạo điều kiện tốt đẹp nhất cho tất cả các trẻ em trên mọi miền đất nước. Những hình ảnh rất đẹp và đang bình luận thấy sao ạ? Tôi rất muốn thắc mắc về cái mối quan hệ giữa cô 289 và bình luận viên Xuân Bắc. Tại tôi thấy rõ ràng là trước khi hai người này gặp nhau, nó đã có một cái nỗi ám ảnh từ tiền kiếp, mà những bức họa em vẽ lên cái tường của ngôi trường đó, nó mang phong cách của Xuân Bắc.
em là người truyền lửa, em sẽ nói lên tiếng nói của mình để cùng với mọi người quan tâm đến vấn đề mà em đang quan tâm, cũng như là vấn đề đấy là vấn đề thuộc về xã hội và phát triển xã hội. Tình cảm giữa thầy và trò, tình cảm của những người gắn bó với nhà trường, tôi nghĩ không đề cập đến ở đây, mà chỉ đề cập đến vấn đề chúng ta sử dụng lòng tốt của mình vào việc gì cho ngôi trường này để tạo cơ sở vật chất, để từ đó nhân lên cái niềm yêu thích học tập cũng như tình yêu thương giữa thầy và trò. Thì nếu như mà được ấy, thì anh là em, anh sẽ đứng và kêu gọi mọi người làm cách nào đó để tôn cái nền của trường lên cao hơn mặt đường để nước không ngấm vào nữa. Đây là thực sự là cái mà chúng ta làm cho cơ sở vật chất nó tốt, mang tính bền vững. Hôm nay chúng ta làm việc cho trường đẹp hơn, chứ không phải làm việc là nâng cao nhận thức hay là quan hệ giữa thầy và trò. Tôi xin hết. Cái thông điệp của ngày hôm nay nó còn theo bạn suốt trong những ngày sắp tới. Nó rất quan trọng đối với bạn. Ý nghĩa là không phải nó chỉ là bên ngoài không, mà nó còn phải bạn phải cần chú ý nhiều hơn nữa những cái gì bạn hành động. Không phải chỉ là bên ngoài, nó còn có yếu tố bên trong nữa, và nó sẽ gắn kết với bạn đi suốt cuộc thi này. Không bao giờ muộn, hôm nay mới bắt đầu thôi. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa xem qua cái dự án của bạn Tường Vi. Xin hãy cho bạn một tràng pháo tay ạ. Và cảm ơn ban bình luận rất nhiều ạ. Xin chúc mừng bạn Tường Vi đã hoàn thành phần dự án của mình, sửa chữa tôn tạo lại trường học. Và cũng xin cảm ơn đại diện ban tổ chức công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho dự án này của bạn Tường Vi với tổng giá trị là 70 triệu đồng để sơn sửa lại 3 phòng học, tổ chức vui chơi với các em học sinh, sơn vẽ lại những bức tường trong phòng đọc sách của các em. Có vẻ như cô gái đến từ quê hương Kiên Giang, Phạm Châu Tường Vi đã có được cho mình không những là kinh nghiệm đắt giá sau dự án cải tạo trường tiểu học Phong Điền 1, mà cô còn nhận được những bài học sâu sắc từ các thành viên ban bình luận vô cùng tận tâm. Vậy các cô gái còn lại thì sao nhỉ? Liệu họ đã trải nghiệm thực tế như thế nào? Các bình luận viên đã phản ứng và đánh giá ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và thưa quý vị thân mến, tiếp theo để Ái Phương xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với dự án của bạn Nguyễn Thị Thành, số báo danh 195, dự án mang tên Nhịp cầu nối bờ vui, cũng do đại diện ban tổ chức công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ 100 triệu đồng để xây cầu nông thôn tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre với độ dài 20m, rộng 2,5m, ước tính mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người đi qua cây cầu này. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào em. Anh có phải là người giữ cái thử thách số 2 của em không ạ? Anh là người đại diện cho ban tổ chức. Dạ, vâng. Đến đây trao nhiệm vụ cho em. Vâng. Nhiệm vụ là giao thông là một trong những yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc dân. Thế nhưng người dân tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre hiện nay vẫn phải sống chung với cây cầu đang xuống cấp, khó khăn trong việc đi lại, gây nhiều tai nạn thương tâm. Hãy kết nối hành động để tạo nên sự thay đổi. Anh xin giao nhiệm vụ cho em. Xin chúc em hoàn thành dự án của mình. Vâng, em cảm ơn ạ. Có thể nói, việc mang lại một cây cầu mới hay việc cải thiện vấn đề giao thông cho người dân xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng nếu thực hiện được, thì đây sẽ là một dự án nhân ái mang tầm quốc gia bởi sự quan trọng của nó. Nguyễn Thị Thành sẽ làm gì để thể hiện bản thân trong dự án này? Em chào chị ạ. Vâng, chị có thể cho em hỏi là hàng ngày chị đều đi qua cây cầu này đúng không ạ? Chị có thể cho em biết là khi mà chị đi qua cái cây cầu này thì chị gặp phải những cái khó khăn gì ạ? Họ đi xe càng là khó đi lắm. Khi mình phải ngừng lại rồi xe qua rồi cái bự ra chút nữa thì dễ đi hơn. Em đang thực hiện một cái dự án nhân ái ở ấp của mình để có thể kết nối giúp cho ấp của mình có được một cái cây cầu mới vững chãi và an toàn hơn ạ. Em cố gắng lên nghe người dân đây mừng vui lắm. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Vâng. Chào em. Nãy giờ em đi em cảm thấy thế nào? Nãy giờ em đi thì em cảm thấy cây cầu này, khi mà em đi bộ thôi, em đứng ở trên cây cầu và có một chiếc xe máy đi qua thì em đã phải né ra, thì chứng tỏ cái cây cầu này có diện tích rất là nhỏ. Và em đã quan sát những cái trụ của cây cầu thì hầu hết đều bị nong cái xi măng ra ấy. Và khi mà em tựa vào đây em có cảm giác là nó rung. Và em thấy thật sự rất là nguy hiểm ạ. Em cũng thấy giờ cây cầu nó quá nhỏ,
nên là cái đây thì cái tuyến đường này thì đây là một trong những tuyến đường chính của xã Nước Mập. Tuyến đường chính ạ. Này nó đi qua tới 4 ấp của xã. Vậy thì cái cây cầu này quá nhỏ, cái diện tích quá nhỏ và cái trọng lượng của nó em nghĩ nó không thể chịu được nữa rồi. Này thông qua tới xã Tài Vinh luôn. Lúc mà đến đây em không nghĩ, em không hình dung rằng đây chính là cái cây cầu này lại chính là cái cây cầu mà lại là tuyến đường chính của 4 ấp đó ạ. Vâng, em cảm ơn anh đã cung cấp cho em những cái thông tin rất là quý báu về cây cầu này. Vâng ạ, vừa rồi là dự án nhịp cầu nối bờ vui của bạn Nguyễn Thị Thành, thí sinh mà chị Trác Thiếu Miêu sẽ bảo vệ bạn ấy. Với những cái gì mà em đã thể hiện trong các clip vừa rồi, với khuôn mặt và vóc dáng của em edgy, sắc cạnh, nhan sắc ngoại hình của em rất là international, rất là quốc tế. Nó không phải là một cái thứ người ta quen mắt nhìn, có thể nó bạo liệt. Và ngay cả cái động thái của em khi em bước vào cái dự án đó cũng rất bạo liệt. Tôi nhìn thấy tôi trong em á, là khi mà mới tiếp cận cái năng lượng đó rất dễ làm cho người ta e dè. Tôi nhìn thấy sự e dè ban đầu của người dân. Nhưng vào đoạn cuối clip đó, tôi nhìn thấy nụ cười của họ ngay cả những lúc không phỏng vấn và không lấy thoại. Và tôi tin vào chất lượng của nụ cười đó là em đã mang lại. Tôi hơi tiếc rằng là cái hành trình mà để cải tạo cái cây cầu đó đã không được đặc tả trong cái đoạn phóng sự vừa rồi. Tôi muốn chính Nguyễn Thị Thành kể cho chúng tôi nghe là mấy em đã làm những cái gì, em góp bao nhiêu phần trong đó, em có cải tạo bê tông của chiếc cầu lại hay không. Em nói cho tôi nghe các em đã làm gì. Ra thì em chỉ góp phần trao lại cái dự án của mình về địa phương để địa phương có thể thực hiện thôi. Và em cũng tự cảm thấy là bản thân mình chưa có làm được gì nhiều. Em không thể tự tay có thể giúp đỡ người dân là bắt đầu xây dựng cây cầu đấy. Đó cũng là cái điều mà em trăn trở sau khi mà em trở về sau cái dự án của mình ạ. Tôi yêu quý em một điều là đó là cái sự chân thành của em khi em nói rằng là không, em không có phải ngồi đâm trộn xi măng, trộn bê tông đồ này nọ với người ta đâu, nhưng em đang làm đúng cương vị của một đại sứ hoạt động xã hội. Vì tôi để ý cái đoạn mà em phỏng vấn cái người đại diện của địa phương á, cái cách em phỏng vấn là một cách chất vấn, và khi em nhấn mạnh vào yếu tố rủi ro rằng là cái này em thấy rung và em cảm thấy là yếu tố rủi ro chưa đủ sáng tỏ, nguy hiểm đó anh ạ. Thì em có một cái kỹ năng của quan sát, khi em đến địa bàn em quan sát được từ cái cột bê tông, cái độ rung, độ dao động của cầu ở dưới bàn chân em, và sau đó là cái kỹ năng chất vấn của em khi em đứng với cái người đại diện địa phương. Nó không gay gắt, nó không tấn công, nhưng nó vạch ra cho người ta thấy cái vấn đề hiển nhiên. Và em nói là ồ, em không thể hình dung được cây cầu nhỏ xíu như vậy mà là giao lộ chính của 4 vùng á. Thì khi em nhấn mạnh một cách rất duyên dáng, phù hợp với một cô gái đẹp, chỉ cần nhấn mạnh một cách duyên dáng đủ để đánh động người ta rằng là cái điểm này nè, nó quan trọng và nó có xác suất rủi ro lớn như vậy nè, mấy anh nỡ lòng nào mà chưa cải tạo nó ngay bây giờ. Thì chỉ riêng các kỹ năng đó của em thôi đã làm nên cả một cái sự thay đổi mà người đẹp của tôi không cần phải nhúng tay vào bê tông. Không có ai mà như chị Miêu cả. Không để cho những người phản biện nói mà nói hết rồi. Rõ ràng là phải chờ người ta phản biện chứ nói cái gì đằng này cứ bênh hết cả. Anh, mà vấn đề là có ai bắt bẻ gì đâu mà phản biện. Tự nhiên. Còn lại là cái điều này này. Khi mà chị Miêu nói là trong chị có em, trong em có chị, thì tôi ghi nhận điều này là đúng. Đúng, tôi công nhận. Tôi với Thành cùng quay sang nhìn chị Miêu và quả nhiên nhìn chị Miêu thì thấy em trong đó. Không. Dễ thương, dễ chịu. Dễ thương, dễ chịu. Bây giờ nói em nghe cái điều này. Theo anh nghĩ, với tất cả những gì mà em trình bày trong cái clip ngắn đó, anh chưa thấy thành quả của em. Nhưng anh thấy cái cách em tiếp cận đối tượng, cách em khai thác thông tin, cách em nói với cái người được nghe trong cái đoạn clip đó. Anh thấy em và chị Miêu giống nhau ở cái điểm là hai người phụ nữ này biết họ đang muốn làm cái gì. Đó là điểm giống nhau đầu tiên. Dĩ nhiên chị Miêu có cái cách trình bày về cơ thể và trang điểm của chị khác em. Và còn em thì em dĩ nhiên ở cái độ tuổi của em sẽ khác chị. Nhưng mà anh nghĩ rằng là một trong những cái điểm thu hút của em đối với cái người nhìn, đúng như chị Miêu nói đầu tiên, đó là cái nét đẹp của em là cái nét đẹp rất là quốc tế. Có nghĩa là người ta nhìn vào gương mặt em, người ta không đoán được là Việt Nam hay Thái Lan hay Philippines, Myanmar hay là Châu Phi, Latin, Mỹ Đen gì đó. Cái thứ hai, cái điểm thu hút của em là trong clip em chân thành, em đời, em không có cố tạo, thật là vi diệu.
sẽ Phương xin mời ban bình luận và tất cả các bạn xem là kết quả dự án của bạn ấy như thế nào nhé. Và bây giờ thì công việc chuẩn bị cũng đã gần hoàn tất rồi. Và bây giờ Thành sẽ đi vào mời một số người dân cùng tham gia cái lễ trao nhận dự án nhịp cầu nối bờ vui cùng với Thành. Con muốn mời cô chú và cả gia đình mình có thể qua bên đó cùng dự cái lễ trao nhận cái dự án này cùng con được không ạ? Vâng, vậy cô chú nhớ qua nhá. Vâng, con cảm ơn ạ. Vâng, vậy thì con rất là muốn mời cô thì cô bớt chút thời gian qua dự với bọn con ạ. Vâng. Vậy cô cũng ủng hộ cho mấy cháu ha. Dạ vâng. Làm được vậy là cô cũng nên mừng. Dạ vâng, vâng. Con cảm ơn cô. Vâng. Ngày vừa qua, mặc dù là ngắn ngủi nhưng em đã hiểu được những cái khó khăn trong cuộc sống của bà con ở nơi đây và em cũng rất là may mắn được góp phần mang lại một cây cầu mới an toàn và vững chãi hơn để người dân có thể lại gần nhau hơn nữa, cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống. Và qua đó thì em hiểu được cái trách nhiệm của giới trẻ cũng như trách nhiệm của một thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu như em là kết nối con người với con người để họ cùng nhau san sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống. Và hãy cho đi những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho nhau là thông điệp mà em muốn gửi tới tất cả mọi người. Vâng ạ, vừa rồi là phần kết quả của dự án của bạn Nguyễn Thị Thành. Và Ái Phương cũng xin được nói thêm một chút là hiện nay chiếc cầu này đang được xây dựng và khi mà chiếc cầu hoàn thành thì bạn Nguyễn Thị Thành cũng sẽ trở lại để mà có những cái phút giây chung vui cùng với bà con ở đây ạ. Vâng ạ, sau khi xem phần kết quả của bạn ấy thì ban bình luận thấy như thế nào ạ? Tôi có một ý này muốn gửi đến bạn Thành thôi. Bạn cũng biết rằng là khi bạn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đưa ra cái chủ đề người đẹp nhân ái và dành hẳn một cái hành trình để đi tìm một người đẹp nhân ái, thì chúng ta cũng biết đó là cả một cái hành trình, không phải trong một sớm một chiều mà chúng ta có thể có được, có thể là chúng ta đã có rồi nhưng chúng ta chưa phát hiện ra. Và trong cái hành trình đó, mỗi một cái chặng đường của bạn, mỗi công việc của bạn làm, nó sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn, để biết đâu được mà một vài tháng nữa bạn có thể bước lên một cái ngôi vị cao nhất, và lúc đó bạn là người hiểu rõ đầy đủ nhất cái sự nhân ái nó như thế nào và một hành trình nó như thế nào. Em bé ơi, còn anh thì anh chỉ có cái này nói em thôi, tại vì tất cả những cái gì mà em làm thì ít ra anh nhìn anh tin là em làm bằng cái trái tim của em ha. Em có bỏ gia vị của sự thật vào trong đó nên cái món ăn tinh thần của em rất là hợp với khẩu vị của thực khách ở khắp mọi nơi, anh nghĩ vậy. Cái gia vị đó không phải ai cũng bỏ vào được đâu nha, phải có gia truyền đấy. Anh nghĩ vậy, đó là tính cách của mỗi con người được tạo ra. Có thật được hay không, đó là do cái tính cách của mỗi con người ha. Cái thứ hai là anh nghĩ vậy nè, nếu mình đã thật rồi, anh không muốn em kết một cái clip như một MC. Anh cần những gì xuất phát từ những cái gì em suy nghĩ ra. Anh biết cái bài đó, ít ra em cũng ngồi em soạn ra một tí vài chữ đúng không? Nói cho nó hay. Nhưng anh nói em nghe nè, mình nói có hay bằng trời đi chăng nữa, có nhiều thông tin đi chăng nữa, mà mình nói đều vậy đó, nó uổng lắm. Nó trôi qua, em tưởng tượng dòng sông mà nó không có một vật thể gì trôi qua, em có bao giờ em phát hiện nó có gì lạ không? Không, đúng không? Lâu lâu nó có một mớ rong trôi qua, một mớ bèo trôi qua, dù cho nó là rong là bèo, nhưng ít ra em biết là dòng sông nó đang hiện hữu, nó có vật thể đang hiện hữu. Vì vậy, anh nghĩ là nếu như những vòng sau em vào trong, nếu em có cơ hội may mắn, em nói tất cả những gì bằng cái em suy nghĩ đi. Thành hãy nói một cái gì đó từ tim em thuyết phục chị thêm một lần nữa đi. Thành nào, nếu Thành tôi lại nói nữa bây giờ. Nguyễn Thị Thành chứ không phải là Quỳnh Thị Trấn Thành. Xin mời bạn. Em cũng xin được chia sẻ một chút về cái ý nghĩa mà cái dự án em đem lại. Thật sự thì lúc đầu khi mà em nhận được dự án để làm một cây cầu thì thật sự thì lúc đó em cảm thấy không hào hứng và không được vui cho lắm. Tại vì em thích là sẽ làm một cái gì đó liên quan đến trẻ khuyết tật, đến những mảnh đời bất hạnh. Tại vì em là một cô gái sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với bố em bị ngọng và em trai em bị câm. Vì vậy mà em luôn hy vọng trong đầu mình sẽ
làm về một cái dự án liên quan đến cái hoàn cảnh của em để em có thể cho họ niềm tin. Nhưng mà khi mà sau khi thực hiện xong cái dự án này thì em lại nhận thấy một điều mà em nghĩ rằng là em sẽ ghi nhớ nó suốt cuộc đời này. Đó là mình làm một cái công việc từ thiện nguyện không có nghĩa là chỉ làm về những cái mảnh đời bất hạnh, những cái trẻ em khuyết tật, mà bất cứ những cái hành động nào mà mình làm để hướng tới cộng đồng thì nó đều là những cái hành động rất là ý nghĩa. Vâng ạ, những lời hết sức là chân thật. Đấy, em vừa cho mọi người thấy, cho cái người bảo vệ em thấy là em có thể đứng vững trên đôi chân mà không cần kịch bản. Thế thôi. Vâng ạ, một tràng pháo tay dành cho bạn Nguyễn Thị Thành. Ái Phương nghĩ là qua một cái phần dự án của mình với một vài phút thôi, nhưng mà bạn cũng đã thể hiện được không chỉ là tấm lòng mà còn là cá tính của mình nữa. Và xin chúc cho bạn sẽ ngày càng tỏa sáng hơn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì Ái Phương xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với dự án đường ống dẫn nước cho hộ dân của bạn Hoàng Thị Quỳnh Loan, số báo danh 128. Dự án này được sự tài trợ của công ty cổ phần Nông Dược 2 xây dựng đường ống dẫn nước cho người dân ở xã Phú Thạnh, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Với đường ống dẫn nước sạch này sẽ phục vụ cho nhu cầu nước sạch của hơn 100 hộ dân. Xin mời các bạn hãy đến với thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan. Dạ, em chào chị. Em là Hoàng Thị Quỳnh Loan, là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2016 và em đến đây là hiện tại em đang trải nghiệm một số thử thách mà ban tổ chức đưa ra và em muốn tìm hiểu về gia đình của chị. Tại em đi ngang đây và em thấy được là nhà mình rất là khó khăn và em muốn biết là thông biết thêm về chị và gia đình của chị được không ạ? Chị được hai đứa con mà chồng chị chết nay 10 năm rồi. Đi biển rồi chết ở ngoài biển luôn. Không có được về mà không có xác hình gì về hết. Và chị thấy tình trạng thiếu nước ngọt là như thế nào và có gây khó khăn gì đối với chị? Không có miếng nước nè, nhiều khi nhiều lúc đi chở nước không có nước nữa. Nhiều lúc đi lên cây nước mà chở người ta đông quá là cũng không có nước mà xài nữa. Chính vì sự thiếu thụ nước quá lớn mà nhiều hộ dân khi cơn mưa xuống đã phải tận dụng tất cả những vật dụng để có thể tích lũy nước. Có một hộ dân ở địa phương này đã đào một cái ao và để tích lũy nước và điều không may đã xảy ra. Thì lúc đó khoảng chừng 2 giờ rưỡi chiều thì bé lớn dẫn bé nhỏ chừng 4 tuổi hai anh em qua nhà hàng xóm chơi, cái em dẫn về. Thì lúc bé lớn có đánh bé nhỏ một hai cây thì em có binh thằng nhỏ và tay phải thì ẵm thằng nhỏ, tay lớn dắt thằng lớn về. Thì lên khỏi con bò rồi thì nó mới nói là mẹ ơi con đi qua bên đó chơi lại. Em cũng dẫn qua lại, em đứng em giờ một chập con mình nó đã qua đó có người coi chừng thì em về cho đứa nhỏ ăn uống, tại vì hai đứa nó bệnh một lượt. Em lo cho đứa nhỏ trong này thì đứa lớn ngoài đó nó đi về mà em không hay. Có vẻ những câu chuyện vô cùng thương tâm của bà con tại vùng hạn mặn Tiền Giang thực sự đã mang lại nhiều động lực cho Quỳnh Loan trong việc thực hiện dự án. Chính vì thế, khi nhận được thử thách từ phía ban tổ chức, cô đã nhanh chóng nhận lời thực hiện, dù rằng rất run, chúc Quỳnh Loan sẽ thành công với thử thách này. Không biết là cảm xúc của ban bình luận bây giờ như thế nào ạ? Khi chúng ta muốn giúp ai đó thì chúng ta phải cố gắng, rất cố gắng, không dễ dàng. Đặc biệt là khi bạn gặp những cái trường hợp như rất thương tâm trong cái đoạn clip vừa rồi. Và chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ còn gặp rất nhiều nữa. Chuẩn bị cho mình một cái tâm lý và hết sức là vững vàng. Bởi vì chúng ta đi giúp người khác mà. Nên là người khác đã phải có sức mạnh. Thì bạn mới đủ sức thuyết phục những cái công ty người ta sẽ đầu tư vào trong cái dự án của bạn, tài trợ cho dự án của bạn để mà bạn có thể hoàn thành được. Thì bạn phải mạnh mẽ.
có thể truyền được cái cảm hứng của mình cho những người khác, và đặc biệt chúng ta mới có thể trở thành một cái điểm tựa cho những cái người mà đang cần chúng ta. Anh cho rằng đấy là một hành động mạnh mẽ. Anh dám đến đối diện với ba người mà chắc chắn nhiều tuổi hơn em, và đó là những người có quyền quyết định, tức là họ đã thành đạt trong cuộc sống, họ đã có quyền quyết định những cái công việc liên quan đến số tiền lớn. Họ đang đối diện với em dám ngồi, em thuyết trình, em dám đứng, em chỉ tay lên bảng. Đấy là mạnh mẽ. Và em đã biến cái cảm xúc của em, biến cái đau thương của em, biến cái đồng cảm của em thành những hành động cụ thể. Và anh tin rằng dự án này sẽ thành công. Sẽ thành công và đem lại rất nhiều lợi ích cho những người xung quanh. Thành, anh nói thế được không em? Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin phép. Dạ, em cảm ơn anh. Mạnh mẽ rồi. Đấy là mạnh mẽ. Bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị sẽ xem kết quả dự án của bạn ấy như thế nào. Em đã có được dự án trong tay, sự đồng ý của nhà tài trợ. Em xin phép được đọc những lời ghi của bác tổng giám đốc, là chúng tôi đồng ý tài trợ cho dự án mang nước ngọt về với quê hương của thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan. Vấn đề công ty tham gia cái dự án mang nước ngọt về đến quê hương Tiền Giang, cái đó cũng đã thể hiện cái sứ mệnh của công ty chúng tôi, đó là tích cực đóng góp cho sự phát triển và của cộng đồng và xã hội. Cái thứ hai là công ty luôn luôn phát triển thị trường, trong đó đặc biệt là đến sự quan tâm đến người đời sống của bà con nông dân, mà chúng ta cũng biết là nông dân là người khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi. Cái thứ ba, trong thời gian qua hạn hán nhiễm mặn đã trở thành là một cái dịch hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bà con nông dân vùng sâu vùng xa nông thôn, và sự đóng góp của công ty chúng tôi chỉ là một phần nhỏ bé góp phần vào sự quan tâm của chính phủ đối với bà con nông dân Việt Nam. Sau khi trải qua thử thách của chính bản thân mình, em đã trải nghiệm thực tế với người dân nơi đây và biết được thiên tai hạn mặn đã làm người dân phải cực khổ và không có nước, thiếu nước ngọt tâm trọng, không có nước sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Và đến đây hôm nay em đã được làm dự án nhân ái làm mang nước ngọt về với quê hương, và em rất vui vì em đã thực hiện được điều đó. Xin mời ban bình luận ạ. Anh nghĩ là một người đẹp đầu tiên phải là một người phụ nữ thu hút cái đã. Mà một người phụ nữ thu hút thì cái điều đầu tiên là người phụ nữ đó phải tự tin. Chỉ vậy thôi em nhé. Cảm ơn em. Vâng ạ, và cũng xin chúc mừng cho bạn đã hoàn thành dự án của mình. Và Ái Phương rất là mong là bạn cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều xuyên suốt cuộc thi này. Cảm ơn bạn. Chúc mừng Tường Vi, Nguyễn Thị Thành và Quỳnh Loan đã hoàn thành tốt các dự án nhân ái của mình. Tiếp theo sẽ là dự án nhân ái của Thu Thảo và Kiều Vĩ. Họ sẽ thể hiện như thế nào? Hãy cùng chờ xem quý vị nhé. Và thưa quý vị thân mến, nếu như mà những người dân vùng nhiễm mặn Tiền Giang vô cùng hạnh phúc với công trình ống dẫn nước được lắp đặt, thì người dân nghèo Bến Tre cũng vui mừng không kém khi được hỗ trợ xây dựng bể chứa nước cho người nghèo trong tình trạng nhiễm mặn hiện nay. Và đó cũng là dự án mà bạn Lục Thị Thu Thảo, số báo danh 226 thực hiện. Tháng 2 năm 2016 đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng từ hạn hán và xâm nhập mặn. Mọi người hãy theo chân Thảo đến với xã Quế Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để cùng tìm hiểu xem cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào nhé. Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến nhà của chị Diễm, người có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ở nhà mình thì ở cái mùa hạn hán vừa rồi á chị, thì mà mình không có đàn ông để mà xách nước á, thì ba mẹ con phải xách nước cực khổ lắm không chị? Cũng cực, thiếu nước nấu ăn, thiếu nước tắm cũng có nữa. Dạ. Chị cũng mong muốn là có được cái hộp nước để cho bé nào sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa rồi vậy đó. Rồi con có thích vậy không? Con có thích có được một cái chỗ mà hồ, cái bể chứa nước mà để xài không, cho con tắm thoải mái không? Dạ có, thích cái bể hình vuông. Hình vuông hả? Thích cái bể hình vuông à? Còn bé gái con thích cái bể như thế nào, hình vuông dạ, hay hình tròn? Con thích hình tròn. Con thích hình tròn hả? Hai anh em xù xì cho chị coi, ai thắng thì chị sẽ xây cái bể theo hình của người đó muốn nha. Anh hai nè, nếu mà em thắng là em có nhường em không? Dạ có. Con là anh, em con,
Còn em, con là em. Cô bệnh vậy rồi có ai chăm sóc con không cô? Con mình nè. Trời con ơi. Đứa con nó đi mà mướn nè. Con thấy ở trước mình có cái mương á cô. Là nước cái đó mình có được lấy xài để tưới cây hay gì không? Ừ, hổng nó khô ha, cô chắc á. Dạ. Chắc lên lóng phèn. Ở lóng phèn thấy phèn không mà nó xịn nó hôi lắm. Bình thường chăm gánh vô rồi lóng phèn lại tâm. Chị mong ước chị Hương phải mình bớt mắc nợ có tiền á. Mình đổ bạn cái ống nước nữa. Dễ dạ. Như đang có nước xài. Chú ở đây với ai chú? Chú ở con mình. Có mình hả chú? Ừ. Mà đi lại khó khăn đi, đi, quá. Đi đứng thì hơi khó khăn. Chú nhờ mấy đứa con nó đi làm mướn. Hàng tháng nó gửi tiền về mà nó nuôi tôi. Chú ơi, con thấy ở đây hơn chục cái lu này nè. Rồi mình xài chừng tháng là hết rồi hả chú? Chú có ước muốn gì giống như là mình có một cái chỗ nào mà lớn để mình chứa nước mà giữ được lâu dài hơn chú? Mà cái mơ ước cái đó là mơ ước mà tôi mơ ước dữ lắm cô. Không, dạ. Không biết chừng nào mà được. Cái đoạn clip vừa rồi tôi thấy bạn có một cách tiếp cận với những cái đối tượng mà mình chuẩn bị để giúp cũng rất sức là chân thành, rất là thật thà. Điều này là tôi luôn luôn khuyến khích các bạn làm sao đó chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, những cái cảm xúc nó đủ để khi mình tiếp xúc với cái đối tượng người ta không có bị ngỡ ngàng, người ta có một cái sự đồng điệu với nhau thì cái việc giúp đỡ của mình nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó là một cái tín hiệu tốt. Tôi cũng sẽ chờ xem ý kiến của các bình luận còn lại. Đến với đoạn clip, anh có thể suy đoán một, em là hướng dẫn viên du lịch, hai, em là MC, đúng không? Em làm nghề gì? Dạ, em mới là sinh viên năm nhất thôi ạ. Em có làm hoạt động trong trường dạ, không? Dạ, trong trường thì em nằm trong ban phát thanh. Đấy, phải có một cái công việc gì về public speaking, có nghĩa là dạ. Nói trước công chúng thì em mới có thể nói được như vậy. Thực ra là trong ban phát thanh của em thì sẽ có người soạn nội dung và em chỉ đóng vai trò là đọc thôi ạ. Em là một cô bé tiếp cận nhân vật tốt, khai thác câu chuyện tốt và thậm chí thấy một đoạn clip ngắn em khai thác được nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện khác nhau. Có nghĩa là cái ngày của em đi đó em sử dụng triệt để. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ban bình luận và có lẽ là những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã cho thấy cái phần chuẩn bị của bạn rồi. Còn bây giờ thì Ái Phương xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần kết quả dự án của bạn ấy ạ. Chỉ vài ngày nữa, 58 hộ dân ở vùng đất Quế Điền này sẽ nhận được niềm vui mới trong cuộc sống thường nhật. Niềm vui trữ được nước ngọt và quên đi muộn phiền của những ngày khác bởi nước nhiễm mặn. Buổi lễ bàn giao dự án được diễn ra trong sự mong đợi của người dân. Ngay những cái ngày mà Thảo đi khảo sát và thăm hỏi người dân, cái hình ảnh mà đầu tiên mà làm cho Thảo nhớ nhất đó là hình ảnh mà bà Nguyện, bà rất là lớn tuổi mà phải sống một mình. Và điều này là khiến cho Thảo nhớ đến bà ngoại của mình và chị Thảo tắm cho con chị. Cái nước mà tắm thực ra không sạch tí nào, nhưng mà nhìn thấy hai mẹ con tắm rất là vui, làm bản thân Thảo không thể nào mà kìm được cái nỗi xúc động khi mà thấy bà con ở đây phải khổ như vậy. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho Thảo cảm nhận được là mình thật sự là may mắn tham gia chương trình để giúp đỡ bà con, mà giao cái vai trò này cho thí sinh Lục Thị Thu Thảo. Cô ấy đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, thì Liên Về Lưu Thái cũng đã đạt được cái mục đích là để giúp bà con trong cái khu vực đó có nước sạch để sinh hoạt. Leo lên giờ hoài giờ quỷ à, cứ rờ rẫm giờ hoài, ai lại tới cũng khoe hết. Giờ được cái bệ mà chứa nước vậy mà tôi mừng hết lắm. Cái 4 giờ mấy cái dậy nữa con dậy cũng mở cửa ra dòm, mừng hết sức mừng. Dạ. Bệnh là thấy cũng bớt bệnh hết phân nửa. Bớt bệnh hết phân nửa. Hãy chia sẻ tình yêu thương nhiều hơn, bởi vì bên cạnh câu chuyện về nước, những gia đình mà Thảo đã đi qua còn gặp rất nhiều khó khăn như nghèo đói, bệnh tật, rất cần bàn tay của chúng ta chia sẻ. Xin mời ban bình luận ạ. Các anh chị sau khi xem kết quả của bạn thì thấy như thế nào ạ? Có hài lòng không ạ? Nói cái ý vừa rồi đi Minh. Trước khi nói cái ý vừa rồi, chị nói cái ý cũ.
Về mẹ em bé của chị ơi, em sẽ còn đi một con đường dài và để tiếp cận chiếc vương miện hoa hậu, em sẽ đi qua nhiều vòng chất vấn. Và theo như chị biết á, theo như chị được biết là những cái vòng thi có chất vấn là những vòng thi đáng sợ nhất đối với các em, đúng không? Vấn đề không phải là ai trả lời lưu loát và nhanh, mà là đôi khi tụi chị hay là các ban giám khảo sau này không phải là những người gây nguy hiểm cho em, mà chính các em là những người gây nguy hiểm. Câu trả lời vừa rồi của em á, nó để lộ cho chị thấy rằng là khi mà em ngồi em tiếp cận với nhân vật á, cái điều mà tư duy của em tập trung vào không phải là làm cái gì cho người ta bây giờ, hoặc là đứa nhỏ nó muốn cái gì, mà đặt câu hỏi như thế nào cho thông minh để có cái chất lượng lên sóng. Em đã lý giải điều đó rất rõ ràng trong cái câu trả lời của em. Em rất thật thà, điều đó chị yêu quý của em. Nhưng mà mấy cái cô nhỏ như vậy á, lại thường được việc hiệu quả thật sự. Bà con mình rờ lên được cái thành bể nước, và chính em, cô gái nhỏ đứng đó, nhìn thấy nó cải thiện đời sống của bao nhiêu hộ dân như vậy, đã minh chứng sự được việc đó. Em cảm thấy là bây giờ em tặng cho người dân một cái bể, nhưng mà trong cái bể đó vẫn chứa cái nước mà chưa đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thì em cảm thấy là giống như cái mình chưa làm tới cùng, mình vẫn chưa thể làm hết sức mình và vẫn chưa thể cải thiện được cái vấn đề gọi là sức khỏe. Mình chỉ cho họ được đủ nước thôi, còn sức khỏe thì lại thiếu. Em vẫn chưa hài lòng. Chúc mừng các anh về một cái cô thí sinh tuyệt vời. Đây là cái điều mà tôi tìm thấy trong một đại sứ hoạt động xã hội. Đó là không bao giờ đủ tốt và luôn luôn dày vò mình rằng là không bao giờ mình làm đủ tốt. Và điều em nói vừa rồi thuyết phục chị hơn tất cả mọi hình ảnh đó. Trời ơi, đúng cái điều tôi đi chốt thì chị toàn chốt của tôi. Xin cảm ơn ban bình luận rất là nhiều ạ. Và Ái Phương rất là vui, bởi vì thực sự ở đây không chỉ là bạn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, mà bạn có một cái sự quan tâm thực sự. Và đây cũng là một cái tấm gương mà cho chúng ta phải có một cái sự trăn trở về cuộc sống quanh mình. Và một lần nữa chúc mừng bạn. Đúng cái điều tôi định nói thì chị nói toàn thế thôi. Đúng cái điều anh định nói thì đúng đấy. Cố gắng lên em. Thì em chỉ muốn là thêm một ngày nào đó, một buổi để kêu gọi người dân lại hướng dẫn cái cách mà người dân hứng nước mưa cũng như là xử lý nước vậy thôi à. Chứ em cũng không muốn là không phải là cầu kỳ nhiều quá. Hay quá, em dạ. Chuẩn luôn đấy, em rất rất đúng luôn. Làm những cái điều tốt cho cuộc sống này bao nhiêu cũng không đủ. Hãy tiếp tục làm việc, không chỉ em, tất cả mọi người chúng ta hãy làm những điều tốt cho mọi người xung quanh. Dạ. Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Và thưa quý vị, cho phép Ái Phương cũng xin được tiếp tục chương trình bằng việc giới thiệu thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Và đây cũng là dự án nằm trong chuỗi thông điệp về môi trường xanh sạch đẹp. Đó là dự án Môi trường xanh do bạn Bùi Nữ Kiều Vĩ, số báo danh 293 thực hiện. Và cũng xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam đã tài trợ cho dự án này với 11 suất học bổng cho 11 con em công nhân môi trường trị giá 1 triệu đồng một suất. Lắp đặt 2 xe đạp lọc nước tập thể dục bên bờ kênh Nhiêu Lộc, tổng trị giá 2 xe là 4.000 đô để phục vụ cho nhu cầu tập thể dục thư giãn của người dân. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi nhận được nhiệm vụ làm sạch rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Kiều Vĩ cùng ekip đã tranh thủ tìm hiểu về dòng kênh này thông qua cuộc trò chuyện với người dân tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi xem tình hình người dân ở đây là như thế nào nha, xem là họ ý kiến như thế nào về môi trường sống ở đây nha. Ôi chó dễ thương quá. Cô là người ở đây hả cô? Cô quán này hả? Chị quán này à? Cô ở đây bao lâu rồi cô? Từ năm 90. Từ năm 90 cũng lâu rồi cô nhỉ. Là lúc cô ở là xong ở đây chắc là cũng chưa có được cải thiện đúng không cô? Thì cô thấy ở trước khi mà xong cải thiện á với sau thì cô thấy cái môi trường nó như thế nào cô? Nói chung lúc trước là có cầu tiêu trên sông mà. Tức là người dân sinh hoạt luôn đang xong dạ. Rồi cô thấy sau cái lúc mà kênh được cải thiện đó cô, là cô thấy môi trường ở đây như thế nào? Dạ. Sạch sẽ. Dạ rồi, không cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào chính quyền của thành phố nha. Cái tình hình của kênh Nhiêu Lộc trước và sau khi cải thiện thì anh cảm thấy cái môi trường của nó như thế nào anh? Trước khi mà thực hiện chủ trương của thành phố về để cải tạo cái dòng kênh Nhiêu Lộc á, thì dòng kênh Nhiêu Lộc đó rất là ô nhiễm, nước thì đen kịt, và từ khi có cái dự án thực hiện cái dự án mà để cải tạo kênh á, chủ trương của thành phố á, thì hiện nay được cải thiện rất tốt. Dạ.
Lúc mà em nhận đề tài thì mong muốn của em duy nhất thôi thúc trong em đó là cố gắng tuyên truyền làm sao cho mọi người bảo vệ môi trường, giữ cho chúng ta một môi trường trong xanh sạch đẹp. Một ngày mới lại đến với thành phố mang tên Bác. Sau khi đã tìm hiểu về dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghe, ngày hôm nay Kiều Vĩ sẽ thực hiện dự án của mình như thế nào? Hãy cùng chờ đón nhé! Tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay, Kiều Vĩ sẽ tham gia cùng các công nhân môi trường để dọn vệ sinh trên kênh Nhiêu Lộc nha. Đây là các cái máy mà do công ty trách nhiệm hữu hạn Bristol tài trợ. Và đây các bạn đang đạp thử, mình cùng nhau lên với các bạn nha. Em ơi, đạp như thế nào? Dạ. Có nặng không? Dạ không mà nhẹ lắm chị. Vậy em có biết công dụng của cái máy là như thế nào không? Dạ không mà em biết có một xíu à. Vậy chị nói cho em biết nha. Thì khi mà em đạp á thì điện sẽ phát ra và làm cho motor chạy. Lúc đó là motor sẽ bơm nước từ dưới sông lên và đưa lên hồ. Thì trong hồ sẽ có một hệ thống lọc nước. Thì lúc đó nước sẽ được lọc và xả lại xuống hồ là nước sạch. Kiều Vĩ cùng các bạn thanh niên đang cố gắng dọn dẹp vệ sinh dọc hai bên bờ kênh, thực hiện quét rác hai bên bờ kênh để giúp cho bờ kênh trở nên trong xanh sạch đẹp hơn. Những giọt mồ hôi đã rơi nhưng đi kèm luôn là những nụ cười. Kiều Vĩ cùng với các bạn tình nguyện viên đã cùng nhau dọn rác ở hai bờ kênh để giúp cho không gian nơi đây luôn sạch đẹp và trong lành. Anh sẽ lập một trang Facebook hội phát cuồng vì em ngay bây giờ. Em làm một chuyện quá hay, kêu người ta tập thể dục mà còn vừa tập thể dục vừa lọc nước. Bản thân cái máy nó và cái chuyện em làm là nó đã có ý nghĩa rồi. Hồi nãy tôi nói ôi trời, tự nhiên khi không bao nhiêu chuyện khó không làm. Có chuyện người ta tập thể dục lắp máy làm chi. Lát tôi nghe em nói tôi mới biết là tập xong cái nó lọc nước luôn là thấy quá thông minh rồi. Nhưng em hài hước ở chỗ đó, em ơi thấy tốt không? Tốt, về vũ ba má dòng họ nhà em ra em đạp chung. Sáng nào nguyên dòng họ nhà em đứng xếp hàng đạp nha em nha. Để lọc vô sạch kênh thấy duyên không? Rồi em ngồi em vớt rác nó, vớt này nào nặng nào mệt này ha. Mấy anh chị làm ơn đừng xả rác, nó có cái tính thực tế trong đó. Mà em vớt rác nhẹ nhàng như vớt hoành thánh mấy chỗ mấy bán mì ha. Vớt nhẹ nhàng đụm đạp vẹt. Nói chung là con người em á tự nhiên, thoải mái, thiết cưng, thật thà, năng nổ, thích triệu like. Ở tư cách một đại sứ hoạt động thiện nguyện cho xã hội, em đã nói đúng chính xác cái điều, cái chức năng của hoạt động xã hội đó là giáo dục. Giáo dục người dân mình ý thức mình. Và giáo dục đây không phải là răn đe. Mà trời ơi em xuống em lượm rác nè, mấy cô mấy bác nghe lời em nha, mình đừng có xả nước cực lắm, công nhân người ta cực lắm đây nè. Thì cái cách giáo dục đó của em á, thương chết mồ luôn. Nhiều khi người ta chưa kịp có ý thức về môi trường thì chỉ bởi thương cái cô bé Vĩ nói giọng xứ Quảng này quá mà không dám xả rác. Thế tội nghiệp con nhỏ nó phải đi nó lượm rác. Yes, ngôn ngữ đó của em thuyết phục đối với đặc biệt là người miền Nam. Cái thuyết phục của em nữa là khi em đồng hành với lại hãng Bridgestone thì cái cách em giới thiệu về cái công năng quá trời là hay của cái máy đó, nó duyên dáng, nó không tì gợn, thì em là người có thể thuyết phục rất nhiều nhãn hàng, các tổ chức và các doanh nghiệp cùng vào cuộc với chiến dịch của em. Vậy thì ở đây ở mức độ không, em không phải là một người tham gia, không chỉ là một đại sứ, em như một leader, đã vậy lại còn xinh đẹp, chị chết vì em Vĩ ơi. Bây giờ thì Ái Phương sẽ mời các bạn xem cái đoạn video clip về kết quả của bạn ấy. Liệu bạn Kiều Vĩ cùng với ekip của mình, các bạn ấy có thành công trong cái việc thuyết phục và kêu gọi những người dân sống xung quanh về cái ý thức của họ bảo vệ môi trường của mình hay không? Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Một ngày vất vả nhưng rất ý nghĩa phải không nào? Bây giờ là lúc bàn giao dự án thôi. Món quà nào sẽ được Kiều Vĩ mang đến với người dân nơi đây? Hãy cùng chờ xem nhé! Em xin thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh lốp xe Bridgestone xin được tặng quận Phú Nhuận hai cái máy lọc xe đạp, lọc nước, vừa giúp cho người dân có thể có thêm dụng cụ tập thể dục vào buổi sáng và vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Bây giờ Kiều Vĩ sẽ thực hiện một chương trình mà Kiều Vĩ cho là rất là ý nghĩa trong suốt cuộc hành trình của Kiều Vĩ. Sẽ trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, có ba mẹ là công nhân đang dọn vệ sinh rác tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè.
Như vậy là Kiều Vĩ đã hoàn thành xong dự án nhân ái của mình. Qua 2 ngày tham gia cùng với ekip và những người tham gia thực hiện chương trình thì Kiều Vĩ cảm thấy rằng chúng ta cần phải bảo vệ môi trường cây nhân lộc nói riêng và bảo vệ môi trường sống nói chung. Cố gắng bảo vệ môi trường, hãy cố gắng ý thức vì môi trường, đó chính là vì cuộc sống của chúng ta. Hãy thả cá xuống sông thay vì thả bao ni lông bừa bãi. Đây là một cái hình ảnh của một người bạn trẻ làm công tác xã hội mà tôi rất muốn thấy. Tôi muốn thấy hình ảnh của người bạn trẻ đầy nhiệt huyết, đầy cảm xúc, đầy sự hồn nhiên. Thực hiện xong cái dự án này của mình thì em cảm thấy là rất là hài lòng. Nhưng như chị Thúy Miên vừa nói thì không có dự án nào mà nó hoàn hảo cả. Thì em cũng muốn góp ý thêm một chút là em theo quan sát thì em nhìn thấy là hai bên bờ cây thì rất là ít sọt rác. Khi mà em nhặt rác thì em phải quay lại tìm một cái sọt rác để em nhặt, em bỏ rác vào đấy. Với nữa thì khi mà em đang quay thì em nhìn thấy một hình ảnh rất là nhạy cảm thì không nói ra đây được, nhưng mà em hy vọng là chính quyền địa phương có thể xây thêm nhà vệ sinh ở hai bên. Xây ở đâu? Hai bên nhạy cảm không nói được. Em tranh thủ đến ngay cả lúc em có thể tỏa sáng cho cá nhân em, vậy mà em còn tranh thủ góp ý thêm. Và điều đó, em lại không phải là một người con của thành phố, nhưng đại diện những người dân Sài Gòn. Chúng tôi cảm ơn em. Xin chúc mừng năm thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc dự án của mình. Và thưa quý vị, vừa rồi bạn Bùi Nữ Kiều Vi cũng đã hoàn thành dự án của bạn ấy là thí sinh thứ 5 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng ngắm lại nhan sắc của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu thí sinh Phạm Châu Tường Vi, số báo danh 289. Thí sinh Nguyễn Thị Thành, số báo danh 195. Thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan, số báo danh 128. Thí sinh Lục Thị Thu Thảo, số báo danh 226. Thí sinh Bùi Nữ Kiều Vĩ, số báo danh 293. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn và chúc các bạn luôn luôn tỏa sáng. Thưa quý vị, chương trình Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngày đẹp nhân ái do báo Tiền Phong tổ chức và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện xin được tạm khép lại. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ khung giờ 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 để theo dõi hành trình của các bạn ấy quý vị nha. Ai sẽ là người xứng đáng với danh hiệu người đẹp nhân ái? Xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.